Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Chủ nhật thứ bốn mùa vọng năm A. Mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Ông Du Sẽ, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi suy tính như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mộng và nói, Hỡi Du Sẽ còn vừa David, đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn mình. Vì người con trong lòng bà là bởi Chúa Thánh Thần. <laughs> Bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là giê -xu. Vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự việc này đã được thực hiện để ứng nghiệm lời Chúa đã truyền qua vị tiên tri rằng Này đây trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta khi tỉnh giấc ông du xe đã thực hiện như lời thiên thần chúa truyền dạy ông tiếp nhận bạn mình anh chị em thân mến một phong trào tìm về nguồn của các thành viên thuộc chiến dịch operation baby leaf khởi xương operation baby leaf là chiến dịch sơ tán các em mồ côi khỏi sài gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, dưới thời Tổng thống Mỹ Gerald Ford, điều đó nói lên nỗi khao khát biết về cội nguồn của các trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi là ai? Cha ông Việt Nam vẫn có câu, chim có tổ, cây có cội, con người có tổ có tâm. Nguồn gốc là nền tảng để xác định về sự hiện hữu của mình. Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có câu chuyện về thánh gióng. Cho giấu được coi như một thánh nhân được trời sai xuống để giúp vua, Hùng Vương dẹp giặc ăn. Tác giả cũng không nói thánh gióng xuất hiện một kiểu lạ thường. Ở đâu mà chẳng biết ta Ta à, con ông sấm cháu bà thiên lôi Xưa kia ta ở trên trời Đứt dây rơi xuống làm người thế gian Không Tác giả không nói về thánh giống như thế Nhưng tác giả trình bày Ông cũng có gốc tích Cội nguồn được sinh ra từ một người mẹ Vào thời vua Hùng Vương Khi giặc ân đến Xâm chiếm nước Việt Tuy còn nhỏ tuổi gióng cũng xin được đi đánh giặc và khi đánh xong giặc ân ông cưới ngựa tiến đến chân núi sóc sơn đến đây gióng bền cởi áo giáp bỏ nó lại rồi cả ngựa lẫn người bay thẳng về trời cho dẫu đó là một dị nhân nhưng ông cũng cần có một cội nguồn cụ thể vâng thưa anh chị em con Thiên Chúa nhập thể làm người Không bằng máu huyết của người đàn ông Nhưng bởi thần khí Thiên Chúa cũng phải chuẩn bị cho người một người cha trần thế Để khẳng định rằng sự hiện hữu của con Thiên Chúa trên trần gian Cũng có tổ có tiên Có một người cha thuộc dòng giống David Tên là Du Xe Và khi đón nhận Du Xe về nhà làm vợ cũng có nghĩa thánh du xe đón nhận cả thai nhi ở trong cung lòng maria với tất cả tâm tình của một người cha ý thức trọn vẹn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với thai nhi thật vậy thiên chúa gợi ý về việc đón maria về nhà làm vợ và chấp nhận thai nhi là con của mình qua việc chính du xe đặt tên cho Hải Nhi. Dù xe đã quyết định đón nhận theo thánh ý với sự tự do hoàn toàn, thưa anh chị em. Sự quyết định này được thực hiện từ một con người được gọi là công chính. Một con người ý thức được về sự hiện hữu của mình có nghĩa là tôi hiện hữu do bởi Thiên Chúa và vì thế tôi hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa Và luôn luôn sẵn sàng hành động theo thánh ý của Chúa Với sự tính thác trọn vẹn Sự công chính của Du Sa được dệt lên bởi đức tình Điều mà Thánh Phaolô đã minh định khi nói về tụ phụ Abraham. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Vâng, thưa anh chị em, dù xe đã tin vào Thiên Chúa cũng có nghĩa là dù xe tín thác vào những gì Thiên Thần báo trong giấc mơ. Tức là tin vào những lời hứa đã được loan báo qua các môi miệng tiên tri. Cho nên, việc đón nhận Maria về nhà làm vợ là lời tuyên xưng đức tin của du xe vào lời hứa của Thiên Chúa đã tỏ bày cho dân Israel. Thưa anh chị em, đức tin của du xe có thể được so sánh với đức tin của Maria. Cha Canta La trong bài giảng tính tấm bùa vọng 2019 cho giáo triều Roma đã trình bày. Hành động đức tin của Đức Maria rất cá nhân, độc đáo và không bao giờ có thể lặp lại. Mẹ tin vào Thiên Chúa là Cha, là Chúa của dân tộc mình. Mẹ nhìn thấy nơi Thiên Chúa Đấng đã tỏ mình ra với mẹ, Thiên Chúa của những lời hứa, Thiên Chúa của Abraham và con cháu ông. Mẹ khiêm tốn cảm thấy mình là một phần của đoàn lũ đông đảo các tín hữu và trở thành tín hữu đầu tiên của giao ước mới. Giống như Abraham là tín hữu đầu tiên của giao ước cũ. Và vì thế, mẹ sẵn sàng cúi đầu xin vâng. Dù xe cũng đã biểu tỏ một đức tin giống như thế. Chính đức tin của Dù xe đã xác minh nguồn gốc làm người của Chúa Giêsu và cũng minh định việc đấng cứu thế xuất thân trong một gia đình có cha có mẹ và điều đó là cần thiết điều đó phù hợp với chương trình cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, Thiên Chúa có thể tạo điều kiện để cho mẹ Maria là mẹ đơn thân mà không cần có sự cộng tác của du xe trong việc dưỡng dục Chúa Giêsu. Bởi thưa anh chị em, không có gì mà Chúa không làm được. Nhưng đó không là điều thích hợp với bản tính của Thiên Chúa. Vì Ngài là tình yêu. Vâng, vì Ngài là tình yêu. Ngài đã không tạo dựng con người hiện hữu đơn độc nhưng hiện hữu trong một định chế được gọi là định chế hôn nhân gia đình. Nơi đó có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có con cả. Đó là một định chế của một cộng đoàn yêu thương phản ánh cộng đoàn tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, việc thực hiện chương trình cứu chuộc của Ngài cũng được tỏ bày qua cộng đoàn yêu thương này bởi vậy việc chọn du xe làm dưỡng phụ cho hải nhi giê xu một lần nữa chúa muốn khẳng định rằng ơn cứu độ phát xuất từ gia đình một cộng đoàn yêu thương và điều đó cũng minh định rằng ơn cứu độ không gì hơn chính là hành động yêu thương phát xuất từ một tình yêu đi ra khỏi chính mình để đến phục vụ cho người mình yêu hầu đạt tới thiện ích một sự phục vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình làm nên một cộng đoàn yêu thương đích thực và thưa anh chị em đó là tế bào làm nên cộng đoàn xã hội an bình và hạnh phúc đây cũng chính là lời nhắc nhở cho những ai đang chủ trương làm mẹ đơn thân quả thật một chủ trương như thế là hiểu sai lầm về đời sống gia đình bởi khi một người con chào đời nó có quyền được tận hưởng tình yêu giữa người cha và người mẹ bởi từ tình yêu này nó học được bài học đầu đời về chính vẻ đẹp của mối tương quan giữa người với người, nói như đức thánh cha Francisco trong tông huấn niềm vui tin mừng đã minh định, mỗi đứa con đều có quyền nhận được lòng yêu thương của một người mẹ và một người cha, cả hai người đều cần thiết đối với sự phát triển toàn diện và hòa hợp của đứa con, mỗi người phối ngẫu góp phần một cách khác biệt vào việc dưỡng dục đứa con. Tôn trọng phẩm giá đứa con có nghĩa là phải xác nhận nhu cầu của nó và quyền tự nhiên của nó được có một người mẹ và một người cha. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh trẻ em không có cha cũng có nghĩa là chúng bị tước mất tuổi thơ trước thời gian và vì thế đó là một điều không tốt do đó thưa anh chị em thiên chúa đã chuẩn bị cho con của ngài đi vào trần thể nhập thể trong một gia đình có cha có mẹ và đó chính là khuôn mẫu cho cuộc sống chúng ta để rồi từng người chúng ta phải hiểu được cái giá trị cao cả của đời sống gia đình từ nơi đó ơn cứu độ được nảy sinh lạy Chúa Chúa đã nhập thể trong một gia đình có cha có mẹ xin cho các em thiếu nhi luôn hưởng trọn được niềm vui đến từ cha từ mẹ xin cho các bậc phụ huynh luôn ý thức tầm quan trọng về sự hiền hữu của mình trong gia đình để con cái được hưởng một nền giáo dục đúng đắn nhờ đó các em được phát triển nhân cách một cách toàn diện. Amen.